Lần thứ hai gặp Tottenham trong mùa giải này với một vị huấn luyện viên mới. Cho dù ai là thuyền trưởng, Chelsea vẫn chưa thể thoát khỏi cơn khủng hoảng, bất chấp đã dành rất nhiều tiền để mua bom tấn. Và với một đối thủ ưa thích như Tottenham, liệu đây có phải lối thoát tạm thời sau những ngày bị cực cho Graham Potter? Ký ức về trận Derby London hẳn vẫn còn in sâu trong tâm trí của những khán giả về sự nóng bỏng cũng như căng thẳng ở trong diễn biến. Cuộc đối đầu giữa Chelsea và Tottenham cũng thật hấp dẫn dù bất kỳ hoàn cảnh nào. Trận đấu của họ vào đầu mùa giải 2022-2023 tạo ra nhiều kịch tính và căng thẳng bên lề. Và liệu chúng ta có thể chờ đợi những yếu tố ấy một lần nữa diễn ra vào chủ nhật này? Tuy nhiên, thật buồn là không có huấn luyện viên nào trong trận lượt đi giữa Chelsea và Tottenham sẽ trở lại với trận đấu này, đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ không thấy màn bắt tay nổ đom đóm mắt một lần nữa xuất hiện. Không chỉ khác huấn luyện viên, tình thế của hai đội hiện tại cũng rất khác. Chelsea trải qua nhiều biến động, còn Tottenham dường như vẫn đang cố gắng để duy trì sự ổn định vốn có của họ. Trong khi Tottenham đang nằm trong top 4 với chuỗi phong độ tốt gần đây, Chelsea lại đang chật vật ở giữa bảng xếp hạng. Áp lực dành cho Graham Potter là rất lớn, nhất là sau trận thua ngay trên sân nhà trước đội bét bảng Southampton cuối tuần qua. Sự kiên nhẫn của người hâm mộ và cả ban lãnh đạo của Chelsea với nhà cầm quân 47 tuổi này rõ ràng đang cạn dần khi ông thể hiện sự thiếu nhạy bén trong việc xoay chuyển chiến thuật cũng như con người. Thậm chí huyền thoại Arsenal là Paul Merson còn dự đoán nếu để thua trước Tottenham, việc Potter bị sa thải là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Trận đấu với Tottenham sẽ là trận đấu lớn nhất mùa giải này của Chelsea. Nếu Potter để thua trận này, chắc chắn sẽ không còn đường lùi cho anh ấy khi người hâm mộ sẽ vô cùng tức giận. Phong độ của hai đội đang là sự đối lập lớn. Chelsea đang có phong độ không tốt mỗi khi thi đấu xa nhà, khi không thể giành chiến thắng trong 7 trận sân khách gần nhất. Hòa tới 4 trận và chỉ ghi được 4 bàn thắng. Đây cũng là sự phản chiếu cho hàng công thiếu hiệu quả của The Blue khi họ chỉ ghi được 6 bàn thắng trong 11 trận đấu gần nhất ở Premier League. Chelsea đang thực sự gặp vấn đề với hàng tiền đạo của họ. Các tiền đạo đã không thể chuyển hóa các cơ hội được tạo ra cho họ. Đây rõ ràng là một cơn đau đầu không hề dễ chịu đối với cựu huấn luyện viên của Brighton. Bên phía đối diện, Tottenham lại đang có một chuỗi thành tích khá tốt khi giành chiến thắng 3 trên 4 trận gần nhất ở Ngoại Anh, trong đó có trận thắng đầy bất ngờ trước đội nhì bảng Man City. Họ đang đứng trước cơ hội đập lại thành tích năm 2019 khi không để thủng lưới trong 3 trận sân nhà gần nhất. Tuy nhiên, những con số đối đầu trước đây lại đang có lợi nhiều hơn cho Chelsea. Tottenham đã thua cả 3 trận sân nhà tại Premier League trước các đối thủ cùng thành phố London kể từ khi chuyển đến ngôi nhà mới, sân vận động Tottenham Hotspur. Tệ hơn nữa, họ vẫn chưa ghi được bàn nào vào lưới The Blue trên sân Tottenham Hotspur, thậm chí còn thua với tổng tỷ số 6-0 trong các trận đấu giữa hai đội. Tottenham chỉ thua 2 trong số 13 trận trước đó khi đối đầu Chelsea trên sân nhà trước khi thay đổi sân. Đội bóng của Graham Potter có thể trở thành đội thứ 3 thắng Tottenham 4 trận liên tiếp trên sân khách ở giải vô địch quốc gia sau Arsenal và Manchester United. Có thể Chelsea đã thắng nhiều trận trước Tottenham hơn bất kỳ đội nào khác trong lịch sử Premier League, nhưng điều này không mang lại cảm giác yên tâm cho các fan hâm mộ của The Blue, bởi Chelsea khi đó rất khác với một Chelsea bạc nhược ở thời điểm hiện tại. Và với những tin đồn rằng cựu huấn luyện viên của Spurs Mauricio Pochettino đã từ chối cơ hội gia nhập đội chủ sân Stamford Bridge trong vài tuần qua, áp lực đang đè nặng lên Potter để vung cây đũa thần của mình và xoay chuyển tình thế hiện tại của chính họ. Chelsea sẽ bước vào trận derby mà không có sự phục vụ của Broja, Pulisic, Kante, Mandy với những chấn thương khác nhau. Dù vậy, với bộ khung đang dần quen với lối chơi, những người đang chắc suất đá chính như Modric và Angel Fernandez đã và đang khỏa lấp sự vắng mặt của các cầu thủ này. Mất đi trái tim của hàng phòng ngự là Aspilicueta cũng là một tổn thất lớn với The Blue, và áp lực phòng ngự sẽ được dồn lên vai của Koulibaly cùng Ben Chilwell. Trong khi đó, Spurs cũng có tới 3 cầu thủ đang gặp chấn thương là Bissouma, Bentancur và Sessegnon. Chưa kể, họ còn có sự vắng mặt của thuyền trưởng Antonio Conte khi ông vẫn đang hồi phục sau ca phẫu thuật tụy. Với tình hình lực lượng như vậy, đây nhiều khả năng sẽ là đội hình ra sân của hai đội. Tottenham nhiều khả năng sẽ sử dụng sơ đồ 3-4-2-1 với Fraser Forster trong khung gỗ, bộ ba trung vệ Langley, Dier và Romero án ngữ trước khung thành. Højbjerg và Skip sẽ cầm trịch tuyến giữa, trong khi hai wingback là Davis và Emerson Royal. Richarlison cùng Kulusevski sẽ chơi phía sau và có nhiệm vụ hỗ trợ cho chủ công Harry Kane. Trong khi đó, phía đối diện, Chelsea có thể xuất phát với đội hình 4-2-3-1 với sự lựa chọn quen thuộc Kepa ở vị trí người gác đền. Hai hậu vệ biên Rick James và Chilwell chơi bên cạnh cặp trung vệ Thiago Silva và Badiazile. Hàng tiền vệ sẽ được Angel Fernandez và Kovacic đảm nhiệm, trong khi Joao Felix sẽ chơi như một tiền vệ tấn công bên cạnh Sterling và Modric ở hai cánh. Kai Havertz nhiều khả năng sẽ lĩnh sướng hàng công của The Blue ở trận đấu này. Mặc dù đang sở hữu rất nhiều nhân tố đột biến trên hàng công, nhưng Chelsea đang cực kỳ chật vật trong việc tìm đường vào mảnh lưới đối phương, trong khi Aubameyang gần như làm bạn
với băng ghế dự bị thường xuyên. Những tân binh như João Felix và Mikhailo Mudryk vẫn đang cố gắng thích nghi với cuộc sống mới ở London. Chính vì thế, sự trở lại sau chấn thương của Raheem Sterling hoàn toàn có thể là một giải pháp mới cho Graham Potter. Sau khi vào sân từ ghế dự bị ở trận gặp Southampton, tiền đạo người Anh đang hoàn toàn sẵn sàng để có thể xuất phát ngay từ đầu trận derby căng thẳng này. Với 6 bàn thắng đã có được trong các lần đối đầu với Tottenham, Sterling đang đứng trước cơ hội trở thành cầu thủ thứ 3 ghi bàn trong 3 trận trên sân nhà của gà trống liên tiếp, sau Jamie Vardy và Alexander Mitrovic. Với Tottenham Hotspur, họ sẽ lại một lần nữa chờ đợi vào bộ đôi ngôi sao của mình, Harry Kane và Son Heung-min. Kane đang đứng trước cơ hội trở thành cầu thủ đầu tiên của Spurs ghi bàn thắng trên cả sân nhà lẫn sân khách vào lưới The Blue trong cùng một mùa giải, kể từ sau khi Gary Lineker làm được điều này cách đây 30 năm. Harry Kane vẫn đang đứng thứ hai trong danh sách vụ phá lưới, chỉ sau Erling Haaland. 17 bàn thắng đến từ đội trưởng của Tottenham, thành tích này đã vượt qua tất cả số bàn thắng ghi được kể từ đầu mùa giải của Chelsea. Ngược lại với Kane, Son đang có thời gian vật lộn để tìm lại chính mình của mùa giải trước. Với chỉ một bàn thắng sau 20 trận đầu mùa giải này, Son có lẽ đã tìm thấy vai trò hoàn hảo cho mình lúc này với tư cách một cầu thủ dự bị tạo ảnh hưởng khi vào sân. Ngôi sao người Hàn Quốc đã ghi 4 bàn sau 2 lần ra sân từ ghế dự bị, bao gồm cả trận gặp West Ham lần trước. Chưa từng có cầu thủ nào của Spurs ghi được 5 bàn sau khi vào sân từ băng ghế dự bị trong một mùa giải Premier League. Và có lẽ huấn luyện viên Christian Stellini sẽ rất vui nếu Son tiếp tục tỏa sáng mỗi khi được thay vào sân thi đấu. Đây sẽ là cơ hội tốt hơn bao giờ hết để Tottenham chấm dứt chuỗi trận thua trên sân nhà trước Chelsea. 3 chiến thắng trong số 4 trận đấu gần đây của Tottenham, số bàn thắng mà họ ghi được nhiều hơn 10 trận trước đó cộng lại. Trong khi đó, Chelsea có thành tích ghi bàn khá nghèo nàn. Việc không tận dụng được cơ hội có thể khiến Chelsea bị trừng phạt, qua đó tạo cơ hội để Tottenham có nhiều lợi thế hơn nữa khi được thi đấu trên sân nhà. Tottenham đã đối đầu với một đội West Ham với lối chơi cực kỳ thực dụng vào cuối tuần trước, và điều này sẽ không xảy ra bởi trước mặt Tottenham chắc chắn sẽ là vô số phương án tấn công của Chelsea, ngay cả khi đội bóng của Potter không có quá nhiều tình huống nguy hiểm trong những tuần gần đây. Ngay cả khi Stellini có thể giành được 3 chiến thắng sau 3 trận cầm quân thay cho Conte đến nay, trận gặp Chelsea tới đây vẫn sẽ rất khó lường đối với ông và các học trò. Với việc Chelsea được tăng cường thể lực rất nhiều trước trận đấu vào Chủ nhật, chúng ta có thể hình dung đoàn quân của Potter mong muốn họ sẽ quay trở lại Stamford Bridge với một phần chiến lợi phẩm mang về từ người hàng xóm. Ít nhất điều đó sẽ giúp cải thiện vị thế của huấn luyện viên người Anh với người hâm mộ. Siêu máy tính Opta dự đoán có thể bàn ấn định chiến thắng sẽ đến từ Son, hoặc cũng có thể là Kane tiếp tục phong độ ghi bàn của mình. Dù bằng cách nào, siêu máy tính Opta đang dự đoán rằng Spurs sẽ có chiến thắng đầu tiên trên sân vận động Tottenham Hotspur trước Chelsea vào Chủ nhật. Tuy nhiên, Chelsea sẽ không quá để tâm tới các tính toán hay thông số. Graham Potter đang trong tình thế rất cấp bách. Ông không thể để thua một lần nữa khi niềm tin của người hâm mộ Chelsea đang ngày một cạn dần với vị huấn luyện viên người Anh. Trước một đối thủ ưa thích của Chelsea, rõ ràng Potter cũng không muốn đánh mất truyền thống ấy, và chiến thắng sẽ là mục tiêu duy nhất của Potter ở thời điểm này.